Chợ đêm Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã chính thức đi vào hoạt động vào tối ngày 26 tháng 1, được bố trí trên đường Đặng Văn Kiều, thị trấn Cần Thạnh. Chợ sẽ gồm 108 gian hàng, mang theo đó là những sản phẩm đặc trưng của đảo Cần Giờ. Song song với việc ra mắt chợ đêm Cần Thạnh, hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học phát triển kinh tế ban đêm tại huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ nổi bật với 34.000 hecta rừng ngập mặn và khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là cơ hội để huyện phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, trong đó phải có những hoạt động kinh tế ban đêm để thu hút và giữ khách ở lại lưu trú lâu hơn tại huyện. Một số đề xuất sản phẩm chính để phát triển kinh tế ban đêm Cần Giờ như hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại phố ẩm thực đêm xã Bình Khánh và chợ đêm Cần Thạnh, xây dựng khu vui chơi biểu diễn nhạc nước kết hợp các hoạt động giải trí dọc bờ biển xã Long Hòa, tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao có quy mô lớn như giải marathon Cần Giờ xanh, giải Green Human, lễ hội Nghinh Ông, festival rừng xanh. Để phát triển kinh tế ban đêm thì các dịch vụ lưu trú tại Cần Giờ cũng cần phải được nâng cấp chất lượng và tiêu chuẩn phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và cả quốc tế.